Đây là công ty Mani, em có nô đất đối diện với công ty Mani Ở phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên Bám quốc lộ 3 Đất này đã có nhà cấp 4, có thể kinh doanh được Tổng diện tích là 72,6 m2 Đây nhà có biển màu đỏ này Thực tế sử dụng khoảng 100 m2 Anh chị em mà quan tâm thì liên hệ với em Bính Quyên Phổ Yên Theo số điện thoại 0935 281 888. Giá thì chưa đến 3 tỷ anh chị nhé Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này